Hello anh em, trong video này mình sẽ hướng dẫn cho anh em nhận NFT đến từ Project Galaxy làm nhiệm vụ trên Gleam. Đầu tiên anh em vô vào Discord nào. Mình giờ xe đạp theo cái cấp cha này biết ngay rồi. Đó, anh em vô rồi Discord. Anh em nhấn hoàn thành để query. Anh em nhấn vô hai cái này nữa là hiện ra. Đó, anh em nhấn con tin thì xong. Tích. Rồi, anh em nhấn con tin. Con lâu tích tờ. Con tin retweet bài post. Submit giáp test. Anh em nhớ query nha. Chứ không nó không có được đâu. Em lấy username Discord nhấn vô em. Anh em nhập vào em nhập địa chỉ với bếp 20. Anh em lấy lên để chia sẻ đến bạn bè và người thân. Trong vòng 24 đến cỡ ngày đến 2 ngày anh em có thể vô đây còn làm nè. Đó. Video đến đây là kết thúc. Hẹn gặp anh em trong những video tiếp theo.